Vì lái xe ô tô mở cửa thiếu quan sát, một người đàn ông đã khiến cho hai người đi xe máy gặp nạn. Vụ việc xảy ra tại Kiến An, Hải Phòng và được camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại được. Theo clip, trên đường hai chiều có vạch phân cách làn đường, đang có nhiều phương tiện xe máy và ô tô qua lại. Một người đàn ông đi từ bên trái đường sang chiếc ô tô đang dừng đổ ven đường. Khi người này mở cửa ghế lái, đúng lúc một nữ sinh đi xe tới đã va tay lái vào cánh cửa ngã ra đường. Một người đàn ông khác đi xe máy ngay sau đó không kịp tránh đã đâm thẳng vào cháu bé. Cả hai người và xe cùng ngã ra đường. Rất may xe ô tô có camera hành trình đi chậm kịp thắng lại. Người đàn ông mở cửa xe ô tô đã đi lại đỡ cháu bé dậy và rời khỏi hiện trường.